Nhớ phụ nữ thì lưng chữ V và sẽ lãnh là lưng đẹp nha các bạn. Ép vô em nó mới xẻ cái lãnh ở đây, nó mới tác động tới vùng cơ phía trong này đó, hai cái này. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nên đối với phụ nữ là cái kỹ thuật super set nó quan trọng 70% và cái thực drop set quan trọng 30%. Cái lưng phụ nữ á nó sẽ rảnh, đúng không? Sẽ rảnh khi tụi em nắm đầu hay là ở đâu, xin lỗi bạn. Tức là cái lưng sẽ rảnh là một cái lưng sexy. Mà sexy như thế nào đó bạn 18 tuổi cho lên bạn hiểu à. Nha. Gym nữ tâm kinh super set hai nhóm cơ đó lập, và đây là cái bài tập mong chờ nhất trong hai nhóm cơ đó lập. Nó thực sự là nó đã và nó được thiết kế theo tinh thần của các loại gym, là hai máy nằm rất gần nhau. Hai máy nằm rất gần nhau, mà tôi nghĩ trong phòng gym hai máy này nó cũng nằm rất gần nhau. Nó là lợi thế đó các bạn. Cố gắng tập. Đầu tiên là row trước, xong rồi pull down sau, tập lưng. Thật ra các bạn mình nói hai nhóm cơ đó lập để cho model đỡ sợ nha các bạn, để cho nói chung để cho chị ship o đỡ sợ thôi, chứ này nó khổ trước xuống sau chứ nó không đối lập đâu. Đối lập là ngực với lưng, chứ còn này là một cái row với một cái lat pull down. Thì khi mà các bạn tập row á thì lat pull down nó cũng tác động khoảng chừng từ 30% tới 50% nha các bạn. Thì cái lat pull down, cái động tác last của bạn nó sẽ mỏi rồi, thì bạn qua phần last bạn sẽ tập giảm tạ ra một chút xíu so với bình thường. Đây row, đây là row, đây row tác động này, còn lat là phía ngoài rồi. Lat là phía ngoài rồi. Qua bên kia, qua bên đây, chạy qua bên đây. Rồi trên đây bạn sẽ thấy cái thanh tạ này nó lạ, thì nó sẽ cho bạn cái cảm giác là cô lập cơ lưng hơn so với tạ kia. Tất nhiên tập không nặng bằng nhưng mà nó sẽ cô lập cơ lưng tốt. Rồi tập đi em, cứ vô tập nhẹ thì lên tạ đó, kéo lát giữ lại, hồn lên căng đó. Ở đây là cái khó của cái cách tập này là mình tập super set nên chúng ta cũng không cần phải quá điệu đà trong cái từng bài tập, mà chúng ta chỉ cần tập từng bài tập cho nó đúng và mình kết hợp, mình tập nhanh như vậy là được. Đúng rồi, từ 10 tới 12 nha, nhớ nữ nên tập từ 10 tới 12, nên tập trung căng cơ, hold căng cơ, hold me for a while. Đó. Chưa, sao rồi nhẹ tay đúng không, sẽ sao lên tạ nha. Cái cuối là không đúng nha. Cái cuối là mày sao khổ ghê. Cái cuối các bạn cứ hay sai nhỉ, thế nào nha. Cái cuối là cái ăn tiền của lưng, các bạn phải giữ lại. Cái cuối là các bạn phải giữ tư thế này nè. Các bạn phải giữ tư thế này nè. Giữ tư thế này chứ không phải là tôi mới kéo lên vậy xong tôi thả lên vậy tôi bước ra luôn. Tập như vậy á là nó dở lắm. Và ngược lại á, bên bài rô cũng vậy. Cái cuối á là chúng ta phải căng xong người ta mới thả vô, chứ phải cái cuối là chúng ta mới đây vô đây xong thả mặt vô luôn. Không đúng. Xét này tập sai cái đó phạt, không chuẩn thì em trào vào cao, xét phạt với chủ. Tiếp tục bây giờ là set 3 và thực chất là set 2 nha các bạn. Nãy thu media nó bị lỗi tiếng rồi xong rồi đó. Nhưng mà cái nghiệp quay clip thay hình nó làm vậy đó. Thì bây giờ lên tạ một tí cho đúng như mức tạ của chị CFO nha. Rồi tập đi em cứ tập đi. Đó. Căng ra. Động tác lưng row á là bắt buộc là chúng ta phải căng. Cái động tác căng chúng ta phải giữ lại một chút xíu. Rồi vô, ráng chạm, giảm sát lại đó để ép cái lưng vào. Mấy cái set đầu á nó còn tập trung được, nó còn control được á, thì các bạn cố gắng làm như vậy. Những cái set cuối nó mệt quá thì chúng ta có thể ăn gian một chút xíu, cái đó là cái chuyện bình thường đó. Nhưng mà những lúc mà mình còn khỏe thì phải tập cho nó đúng nhất đó. Đây là chương trình super set nên không ưu tiên nặng. Chưa được lại không căng như tập gì kỳ quá, thầy nó dạy không mà cứ em cứ vậy hả. Căng cái lưng nè, căng cái lưng cho nó căng. Rồi khi mà sắp chịu không nổi nữa rồi, gặp cái người vào, đúng rồi. Gặp người vào cho nó căng mông, căng đùi sau luôn. Đó, gặp vào, rồi thả từ từ cho đúng tư thế. Đó. Rồi xong qua bên kia lắp pull down. Phải căng chứ em lười. Rồi tới lắp pull down. Đó, lắp pull down là cái bài tập này tập vô class. Nó tạo ra cái lưng chữ V với xẻ rảnh. Nhớ phụ nữ thì lưng sẽ chữ V và sẽ rảnh là lưng đẹp nha các bạn. Rồi vô nè, lưng chị ship O là chữ V rồi nè, chứ mà chưa xe rảnh thôi. Xe rảnh là mặc váy đẹp lắm, mặc váy hở lưng á. Tập đi chứ trời, tập đi đó, lên là phải hôn lên cái rồi. Ok đó, rồi cứ tập đi thôi. Lưng là mình lưng xô là chúng ta phải cần tập chậm thôi. Và nhắc lại cho bạn biết, lưng chúng ta gồm những nhóm cơ lớn sau đây. Thứ nhất trên đây là cơ cầu vai nè,
cơ cầu vai là cơ trap, rồi cái cơ ở giữa dưới cầu vai chút xíu đây nè là cơ middle back, là lưng giữa. Còn cái cơ hai bên nè, cơ vĩ đại này là cơ lat, là cơ show. Và cơ cuối cùng nằm dưới đây là cơ lower back. Lower back nó thuộc nhóm cơ core. Và trong gym nữ tâm kinh đó thì Duy Nguyễn rất ưu tiên cái cơ core. Cơ core là cơ thẩm mỹ và cơ khỏe đẹp. Không buông nha, không buông nha, căng. Đó, căng là một cái cách để chúng ta kích thích thêm cơ và để chúng ta relax luôn. Về nhà nó sẽ phục hồi tốt hơn. Các bạn tập gym mà các bạn quên những động tác căng cơ rất là nhiều là không tốt nha các bạn. Thì được hay không được thì do khả năng của em cảm thấy nó đủ rồi thì thôi. Đó, rồi đưa lên thả từ vô vô cho rồi uống gãy cánh uống trà vào cao, uống trà vào cao, gãy cánh. Ủa nó nhức da mà. Mới tập có 3 set, tập 3 set hư set, còn 2 set chút thêm set nữa. Cảm giác như là thầy biết cái phần cơ mà nó nằm cạnh cuộc sống không? Cơ lưng giữa. Lưng giữa nhưng mà nó cái phần bên trong. Hiểu, lưng giữa tập cái đó nó mới sẽ rảnh. Thì đó, cái động tác của mình thì cái lưng phụ nữ á, nó sẽ rảnh. Đúng không? Sẽ rảnh khi tụi em nắm đầu hay là ở đâu, xin lỗi bạn. Tức là cái lưng sẽ rảnh là một cái lưng sexy. Cái lưng nó rất là sexy. Mà sexy như thế nào đó, bạn 18 tuổi cho lên bạn hiểu không? Rồi chúng ta cũng là rô thôi, nhưng mà chúng ta đổi qua cây này cho nó lạ một tí thôi. Cầm cái kia khi quậy đau tay. Rồi, cầm. Đúng rồi. Đó. À, đây nó sẽ tác động cho cơ lưng một khác một chút xíu, ép sát vào kêu ép giật vô nè, giật vô nè đó, ép vô nè, nó mới sẽ rảnh ra đây, nó mới tác động tới vùng cơ phía trong này đó, hai cái này. Rồi cố lên tới cuối rồi, cố lên cố lên, căng, đừng buông, đúng rồi, căng đó, thấy căng lưng tốt chưa, căng gần đuối rồi thì thả từ chạm tạ thôi, đó là tùy em, do em rồi. Ok rồi, qua bên kia lắp cái ráo. Đây là một cái cặp tập superset hắc long song sát luôn nha bạn, rất là tuyệt vời. Có những cái cặp tập nó trở nên huyền thoại đó, mà không có thời gian nên Duy Nguyễn không thể nào minh họa cho các bạn nhiều được, nên nói chung là cố gắng minh họa cho bạn vậy là bạn đủ xuống núi bạn chơi rồi đó. Nên đối với phụ nữ là cái kỹ thuật mà superset nó quan trọng 70% và cái thuật drop set quan trọng 30%, mà Duy Nguyễn còn bonus khuyến mãi cho bạn thêm FST7 nữa. Đó là quá thương yêu các bạn rồi đó nha. Một chương trình tập luyện quá tuyệt vời. Mà tôi ước gì tôi tập và tôi có một người thầy tôi bút tôi vậy đó. Tiếc là không có tiền mướn thầy các bạn. Tập chết bỏ. Cái cuối rồi, không có khái niệm 10, 12 gì đó. Đó. Tập chết bỏ. Đâu là bá sò cái nâng cao bá sò cái. Kéo cái. Bá sò. Hết rồi. Rồi vậy căng đi, phát nổi căng đi. Căng, ok. Căng tập trung đây nè, đó. Căng. Nhốt thấy. Căng rồi hát bài giọng cổ rồi thả. Căng hát bài giọng cổ rồi thả. Rồi. Cái tay giơ lên luôn, cái tay giơ lên ấy luôn. Ok. Éo quẹo lại vài cái đi. Đó. Công nhận có nách bóp đã. Có nách bóp đã. Xong rồi, sao rồi? Tập xong không hết kết thúc buổi tập mới thấy đã. Kết thúc buổi tập mới thấy đã hả? Rồi đây trả cho thầy nhiêu tiền, thầy cho em trải nghiệm những cái gì mà nó cao cấp đẳng cấp nhất của superset và dropset. Bình thường nếu mà không có thầy em sao không tập nổi bài này? Không có em thầy đâu quay phim được đâu Huế. Ủa không em kiếm một đồ khác chứ mắc gì tự nhiên không có em không quay phim được nói chuyện. Lấy một đồ đây Huế có gì nữa. Không sao mày được. Tập rồi sao thấy lưng xô sao rồi? một cánh luôn. Quá good luôn. Thời lên tập xong mới cảm thấy happy, còn trong lúc tập thấy nó đau khổ quá. Thấy giống như dưới địa ngục vậy đó. Cảm giác giành giật sự sống vậy đó. Cảm giác cơ rụng ra khỏi người luôn á. Cảm giác cơ nó rụng này mọi người.
nhưng mà tập xong mới đã thấy buổi tập thực sự hiệu quả. Rồi ok, vậy thì chúc mừng em có được một buổi tập tuyệt vời tại THLG quận 9 cùng với một giáo án cực kỳ hợp lý, khó, máy tập tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đều mang cho em cái cảm giác ngày hôm nay. Thôi bây giờ xuống lễ tân trả tiền đi. Gì thấy? Chứ không thể nào mà tập free được, cái này là rất là đáng giá đúng không? Thầy trò nhau mà tính tiền. Cuộc đời của anh làm gym bao nhiêu lâu rồi chưa có ai coaching cho anh được như vậy hết trơn á. Thì em là em sướng hơn anh rồi đó. Nhớ nha, gym nữ tâm kinh, phụ nữ là gì? Thước tha đầy mạnh mẽ. Mình phải có được cái cảm giác thước tha của một phụ nữ, mình phải có được cảm giác mạnh mẽ của một gymmer. Đúng không? Đủ mạnh chưa? Chứ bây giờ là không phải là bà hoàng trong xó bếp. Nó câu bà hoàng trong xó bếp là không có đúng nữa. Bây giờ là phụ nữ phải ra ngoài kiếm tiền, khẳng định xã hội và đến phòng gym tập luyện vì mình sống vì mình, chứ không phải đi tập luyện kiếm trai.